Rồi, xe đến rồi, anh em mình chuẩn bị lên xe nha anh em. Đâu xe đâu, ra đứng vậy? Ủa không có chỗ để hả anh em? Anh em mình giờ bắt đầu lên xe nè anh em. Dự kiến thì lên xe hồi lúc 12 giờ mà bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi mà anh em mình mới đi nha. Anh ơi. Nó trễ hơn dự kiến một tí nha anh em. À, nhóm mình đi có 8 người nha. Vậy là cầm đồ lên luôn hả? Đồ nhiều vậy mà cầm lên hết chỗ đâu để ta? Của ai vậy? Của Phong á. Bò cái thùng bơ em bọc cốp ơi. Bò cái thùng bơ bọc cốp em ơi. Đi Nghệ An cứu à? Dạ, dạ đúng rồi anh ơi, đi Nghệ An. Rồi còn ai nữa không? Còn vợ Tứ nữa. Đây à? Ok. Có chỗ hết rồi anh em. Đây anh em mình đi xe giường nằm anh em ơi. Sáng đi trễ một cái xe kia rồi giờ đi kiếm lại chiếc thứ hai nè anh em. Anh em mình đã có mặt tại tỉnh Quảng Bình nha anh em. Cơm này rất là đặc biệt nha anh em. Đây đồng phục áo sư Minh Tệ nha. Anh em ta ngồi đâu? Bà 8 người hả? Quán này là đồng phục áo sư Minh Tuệ. thay cái trực đấy phải học theo. Thay vào đây mà. Có vào đây á. Dạ. YouTube đây. Cả cái quán cả nhân viên quán đây. Cái YouTube á, cái chỗ cuộc sống níu. Dạ. Quán cơm này thuộc tỉnh Quảng Bình. Anh em mình cũng vừa tới Quảng Bình, còn khoảng 170 cây nữa là tới Nghệ An anh em ạ. Anh em mình ăn cơm trưa. À, hết rồi à? Sao anh em ổn không? Ổn lắm. Chắc chuẩn bị đi máy bay mẹ nhanh nhanh. Bay hả? Không cầm. Không được. Đứng rồi à? Thôi về bay đi, ăn thắng cho mà khỏe đi. Quá đuối rồi. Gạch này chắc mới lát lại thôi. Dạ, em quay làm sao mà chẹo cái tay luôn này.
nói chung là nó xây nó khó chịu. Nếu mà một cái thì đi máy bay thì mình đặt xe phòng. Hả? Cái gì đây? YouTuber mà. À, làm YouTube vậy? Anh lên Tây Nguyên Vlog là anh đi hai chục bốn lần đâu đi, mấy ông mà. Cho lên Tây Nguyên Vlog luôn. Này anh Na tài xế. Xe mình đi đây, xe Hải Dũng này nè. Ướt cải à? Ướt cải, có nước cải. Quét lên. Cánh ướt đi, ướt quen. Ướt bành đỡ đi anh. Quảng Bình quê ta ơi. Quay lại quay. Đi. Quay lại quay hết Quảng Bình rồi. Thôi làm chén canh giải khát đi anh em. Còn kia đâu? Ăn cơm Quảng Bình. Đây có chén canh cải nè. Anh em đói lắm rồi. Anh em sáng giờ đâu có ăn sáng đâu. Đâu, về quê đã. Cơm đi, cơm đi. Em ơi, thôi, mời cả nhà cơm. Miếng cơm cho chén này. Cơm đi mấy nha. Cho miếng cơm đi. Rồi, cảm ơn. Cái này anh Việt, cho chén này anh Việt nè. Cho chén này. Anh em có vẻ hơi đuối anh. Đuối quá. Hả? Đúng không? Đúng rồi. Như Phong thì khỏe rồi, Phong đi xe mãi. Cơm này chất lượng hơn cơm bộ. Rồi có cái dĩa rau này lạ lạ nè. Tuần này đi rau riết cái gì? Rau lan thì đâu có lạ. Này không phải rau lan đâu, rau gì á. Rau muống mà. Sung à. Nó cà đắng chứ, cà gừng á. Sung. Cái gì? Sung á. Sung á hả? Mới nghe luôn nha. Tại mình chung anh là có quả này muối mà. Quả sung á hả? Tới sung mình á hả? Đúng rồi. À. Cho nó bé xíu à. Mà tới sung nha anh em, tới này là sung tới này muối á. Cái này thì em biết rồi, nhưng mà ăn chỗ này là lần đầu tiên ăn luôn á. Muối thay vì cho bằng chấm này. Ngâm muối hả? À? Này ăn luôn á, chấm không? Chấm luôn á. Chát chát, chua chua. Làm xong được chỗ hết đây. Quý bây giờ phải cái chỗ nào có mực nào cấm vào cái bát nó ấm dài như này, có mực dài nữa mẹ. Quý ra ngoài đây chắc có chỗ nào quý à. Để mà đi đêm không? Mời anh em ăn cơm cùng anh em mình nhá. Mình đi không? Đi đêm ăn đồ miếng đâu. 80 đây hả? Rồi cuối cùng thì anh em mình cũng đến Nghệ An rồi anh em ơi. Dạ dạ có xe rồi anh. Dạ dạ có xe rồi. Anh em kiểm tra cái còn thiếu gì không nghe, điện thoại, điện thơ, bóp biết gì giấy tờ. Ở xe mình đâu? Bên kia đâu phải ở đây đâu, bỏ vô đây là. Hơi mát ha. Ngàn 200 cây.
mà cứ tưởng cho xe kia lên xe kia lên chết. Anh em rất chu đáo luôn, anh em có xe đưa đón nó hoài nha. Chưa? Xe nào cũng được. Có không? Có. À, tình hình về lắm. Ồ, chào anh. Thôi, chào mấy em, lên xe đi. Anh có bỏ cân, luôn hả? Anh bỏ cái túi cân đây vừa có túi cân không? Có cái túi cân của anh không? Ok, có xe, này có không? Có anh hả? Ngồi, bên kia luôn. Anh ngồi, đâu và quay luôn. Lúc 2:30 thì mới 2 tiếng. Ở chưa? Ừ. Anh em mình mới tới Nghệ An luôn, được anh em rất là nhiệt tình ra đón anh em mình luôn anh em. Anh tên gì giới thiệu lên? Em Trung. À. Ủa, xe mình đi 3 người hả? 3 xe mà. 3 xe. À, 3 xe luôn. Đây về bên đó còn xa không? Còn 5 cây. À, 5 cây cũng gần. Đây bị nắng ha. Đây nắng. Ồ, nóng ghê đó. Ở trong Đắk Nông thì mưa. Trong mình thì ngày nào cũng mưa. Các đông mưa phải hơn 2 tuần đấy nhỉ. Mưa ghê lắm. Thắng nó bê cái thùng đồ nó xuống nhanh. Có chứ, cái thùng đó nó canh kỹ lắm mà. Nắng lắc sẽ phải 2 tiếng nữa mới tới đây. 1 tiếng nữa. Sao bảo khoảng tầm 6 giờ chiều. Mình như đoàn mình xuất phát sớm hơn đoàn đấy 1 tiếng đúng không? Dạ. Sáng em ở chỗ Quảng Trị là mấy ông ấy. Ở đấy khoảng tầm 7 giờ là nóng gắt, chứ mà như nóng trong trong kia thì cũng nắng đúng không? Kia nắng nhưng mà nó không có gắt kiểu này. Mà đó thấy nó cũng có bóng cây giống vậy nè, có mấy cái cây với dòng dòng hồ. Ở đây thì có xung quanh là có cây. Anh em hôm vừa rồi một tỉa để tao những có những cái canh nó vướng ấy. Ném mô cho đỡ. Lại ném mô cho đỡ vướng. Tỉa rồi tỉa sạch rồi. Đây nó được thuận tiện là và đất cái hồ này là hồ bản tự nhiên. Có nhiều ăn khủng đi lại thuận tiện, anh em ở nghỉ khỏe. Ở chỗ này đang chuẩn bị làm cái sự kiện gì đây? Không, đấy là quảng trường, chính của thành phố Vinh. Quảng trường chính của thành phố Vinh là tường bạc đó. Người ta khu này người ta cấm dân để cấm xe cộ đi vào thôi. Tối là mở cửa cho người ta đi bộ cho phải không? Khu vực này là cấm, chỉ có sự kiện mới được mở. Chỉ có sự kiện mới được mở. Còn đây là khu vực để cho dân đi vào này. Đây là bãi gửi xe này, dân đi vào này. Đó. Còn trước kia là phố đi bộ. Tối nay có phố đi bộ luôn. Mình nhậu mình chặt lúc nào hết ta? Cuối này. Đi cuối đường này. Gần thôi. Có 300 mét kín. Còn tối nay là đông, ở đây là gần như là đông kín luôn. Buổi tối thành phố Vinh, người dân thành phố Vinh người ta thường hay tập thể dục nữa, tập thể dục với cả chơi. Là mình buổi chiều khoảng tầm 6 giờ hơn là mình ra đây mình đi vẹt ven đường này. Dạ. Đi lên trên kia là nhà hàng mình đặt trên kia luôn. Dạ dạ. Cái chỗ qua giao thông đấy hả? Đó, qua giao thông một tí phía đấy luôn. Dạ. Nó có nhà hàng đó. Anh em đã treo cái biển ở đây. Treo cái băng rôn chào mừng đoàn vào đấy thôi. Đây hôm nay mình đánh, hôm nay mình ở đây. Đấy, sáng mai ăn sáng ở đây. Cùng làm việc với quán ăn sáng đấy là khoảng tầm 5:30 là mở.
Rồi cho tôi cút mấy mu đi lên. Anh em mình tới chỗ rồi anh em. Đây được mấy anh em đưa đón nhiệt tình luôn nha. Anh em mình được nghỉ ở cái này là trung tâm hội nghị nhà khách Nghệ An anh em. Ôi ôi. Ok ok, bình tĩnh bình tĩnh. Rồi chào em, hỏi hiền hậu. Anh em nghỉ phòng nào vậy? Phòng 305. Anh phòng máy. Nè, đang nhận phòng ra anh không biết nữa. Phòng mày đó. Hả? Phòng không biết phòng mấy đây, thằng em đang cầm. Giờ mà vô tắm cái chắc phê lắm á. 20 hả? Ây da. 20 thì được chứ đừng có 20 thì được chứ đừng có 12 nha. Đây nè, đây nè, dưới này nè. Thay đồ rồi. Chạy ơi. Đúng vậy hả? Ông Hen, ông Phương à. Đẹp bở thế. Đây, thì chứ cho mai còn thật là 20 đây. 20 đây. 20 21 cái bên hả? 12. 22 23. 212 221. Cái gì? 212 đây. 212 213 đây nè. Đây 213 nè. 212. Ồ chỗ này mát nè. Đây là 211 đây nè. Rồi. Cái này. Rồi vô vô phòng nào cũng được mà vô đây. Ở tối với anh Việt để anh Việt anh coi anh quậy nó cỡ nào. Ủa thấy thiếu thiếu nghe anh em, nhớ có mấy cô gái đẹp mà sao đây không có vậy. Hình như lộn chìa khóa rồi. Con xuống. Trở lại. Đúng. Hình như cầu dao, bà cầu dao. Có nè. Chưa bà cầu dao. Ok. Nhà vệ sinh. Hai giường anh em, hai giường đôi nha. Nếu đằng sau này cũng có cửa sổ đằng sau này anh em. Ok luôn. Thôi anh em Nghệ An quá tuyệt vời luôn nha. Cảm ơn anh em Nghệ An rất là nhiều luôn. Không, mà đấy. Đưa đón rồi phòng ốc đồ quá ok luôn anh em ơi. Sụp xà lắm rồi. Sao mấy lại? Nó chạy ta. Chạy rồi đi. Anh em mình giờ vô dự tiệc cùng tất cả anh em cần thủ ở đây anh em. Ở đây thì có 260 cần thủ nha. Anh em tập trung ở cái quảng trường Hồ Chí Minh của thành phố Nghệ An.
Ở đây thì tất cả các đội đều tập trung về đây để ăn cơm chiều ở đây nha cả nhà. Dạ dạ. Cổng rảnh nè. Dạ. Cổng rảnh đúng không? Biệt tôi đăng đóng biệt hãnh thôi. Dạ. Thằng em công phạm chứ phải công danh đâu. Công phạm, công phạm. Công phạm đi hay theo dõi YouTube tới. Dạ dạ, anh tên gì Hoàng. Dạ. Hoàng. Anh Hoàng hả? Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Hả? Thầy giờ lái hả? Bây giờ tí chưa có bia. Ủa, bên em chưa có bia, tí đụng lại anh. Ông tí qua lại nha, tí qua lại. Chưa có bia, trắng lên ngồi. Đây như đây anh ơi, có đây, lấy bia này luôn đi. Có. Bia đó, bia đây đi. Không có cái nước nói nó khó nó cho có bia mà không có ly cũng vậy à. Cầm lon đi, người lon đi. Cho ly luôn đi em ơi. Anh tài xế anh ngủ uống nha. Ở Huế không uống đá phải không? Đi. Anh em ơi. Đi là Nguyễn Phong nhỉ? Em ạ. Anh Hồ Chí Dũng. Anh em có đã đổi với nhau nhiều nhưng mà bây giờ mới gặp nhau đấy. Có thể là gặp ở đóng giải thôi nhưng mà. Tản ra tí cho phải dùng mắt nhá. Đứng theo cái hình chữ V á. Rồi. Vô cái nào. Yeah. Rồi, chào anh em nào. Rồi, chúc chào anh em sức khỏe nha. Chúc sức khỏe anh em. 2 3 2 3 vô. 2 3 uống. Anh là Hồ Sĩ Dũng. Cảm ơn anh Dũng. Anh em mới nói chuyện nhưng bây giờ mới gặp. Thì là năm ngoái cùng vào cùng tham gia giải trong đấy đấy. Dạ. Coi. Chắc mấy ly chưa? Có. Rồi chúc anh em ngày mai may mắn nhá. Dạ. Rồi chúc lại tiếp. Rồi cảm ơn. Anh em đi đâu được sáng không mệt. Dạ cũng hơi mệt đi anh. Anh là sao? Dạ dạ, cảm ơn. Nhận được quà của anh em rồi. Rất là tuyệt vời. Tức là mặc dù là cái tình cảm là chính thôi. Dạ. Thôi mình đi vui thôi chứ còn không kẹo tiền thấu đi. Dạ dạ đúng rồi, mình tính chuyện hôm nay đi anh, còn ngày mai là tính khác. Rồi vô một cái nữa, cảm ơn anh nhé. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Chà, gồm gã quá. Thế nhỉ. Rồi, dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ. Ngại quá, ngại quá. Rồi, rồi xin đón một đoàn luôn, bắt đầu bên idol luôn. Xin phép bắt tay mấy anh em cái hết nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ chị. Dạ. Mời là anh em một ly. Đây, cơ hội này mới gặp nhau phải không? Rồi, chúc sức khỏe anh em nha. Rồi. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Hay nha. 2 3 vô. Ok. Dạ dạ đúng rồi. Anh giới thiệu tên cho khán giả biết luôn anh. Em cũng. Cái này là bạn con kỳ của hồi mùa đấy. Rồi. Tí nữa công anh cũng được em đi nhé. Anh em đi. Công luôn á. Em được công. Xem cái nhiều. Tiêu về nào anh đúng rồi. Toàn được. Tình nguyên lúc vào đó. Để có nhiều không biết yeah. Cái luôn á. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh em nhá. Rồi rồi hôm nay đi nghỉ đi. Đó trước. Kêu là có hai anh kia rồi, anh kia hai anh kia ngồi xe đó mình đi ra mất lon luôn đi. Rồi anh Giang nha anh em.
anh em mà anh anh được nghe được đón tiếp ta. Rồi cảm ơn đăng anh nông đăng nông đăng nông rồi dạ cảm ơn anh. Anh từ nhà anh từ đỏ xuống đấy khoảng 50 cái. Cho anh bộ giờ nó xuống phạt xuống đấy đi phong mới nghỉ đi tặng đi lại đấy. Nhưng mà đúng từ đó xuống đây mà đưa đến đó đây nhỉ. Có lẽ không không băng đi xuống đấy được dạ. Rồi thôi mời anh dạ dạ lá xa hơn dùng cái này dùng cái này 1 2 3 chú 2 3 chú 2 3 1 giờ con này kiểu này năm sau đi nữa cho vui quá mà. Anh đi bạn ngồi nào? Đây bạn này nè. Dạ. Đây hả? Dạ ok. Rồi cảm ơn nha. Em nha. Dạ dạ dạ. À, đoàn đi. Đi quay không trắng anh không đi được. Rất tiếc. Hỏi đâu răng ai em. Răng cái đèn đang không? Dạ. Cái đèn hơn. Rồi mở nha. Dạ. Ok. Đấy, đặt tay đi. Một, hai, ba, ơi. Rồi. 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 Hình em nha, làm kỷ niệm hội hiền hậu của Huế anh em. Rồi anh em ra vô cái nào? Rồi vô cái em bắt hình nha. 1 2 3 vô. 2 3 vô. Quá trời em ơi. Anh ấy, anh nãy giờ anh làm quá nhiều rồi. Cảm ơn nha. Rồi anh giới thiệu cho tên khán giả biết luôn. Em Lê Vinh Linh. Có cô tiếng Nghệ An. Nghệ An của Nghệ An luôn. Kim trọng tài ngày mai đây. Kim trọng tài đúng không hả? Rồi rồi ok. Dạ dạ cảm ơn anh nha. Vô sức khỏe. Vô vô nè. Rồi 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 cảm ơn. Phóng phóng. Phải lưu lại hôm nào em lại lái chim anh em thả tim đấy. Ờ cái như cái bắp cánh của anh em sẽ thả tim đấy. Ờ rồi ok cảm ơn. Dạ 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 dạ. À anh ủa sao ở ngoài đẹp trai hơn ở trong hình như vậy? Này Lê Đức chiên mồi nhá hơi nha anh em. Lần đầu tiên được gặp idol công ấy. Anh mới móc điện thoại ra tính điện nữa hả? Là không biết anh có làm gì sai trái không mà sao em cứ trốn mà sớm vậy? Người thật. Con tám chào bốn bảy nha. Nãy giờ nhiều, nãy giờ nhiều lắm luôn. Ly em đâu rồi Ly đâu? Dạ dạ, chào anh. Anh Ly đâu anh? Ly đâu? Ly anh đâu? Ờ vô nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 mời anh em. Đây đi đi anh em ơi. Mọi người mà là giúp việc mà đây là cameraman từ anh Công Phạm Tây Nguyên Vlog. Và đây là giải câu luôn Nghệ An và mình đang ở
fan tiệc của anh em Đắk Nông TMV Vlog. Và anh quay vô đam đi, anh quay vô đam đi. Nhiều hình quá rồi. Anh em Đắk Nông nhá. Chúc anh em Đắk Nông ngày mai là thi đấu thành công này. Và anh em mình rồi, cảm ơn em. Cách, anh nhé. Ok, ok. Được rồi nào. Anh em ơi, đầu tiên rồi. Cảm ơn anh em nhé. Anh em. Là rồi, okay. Hẹn ngày mai ở em ở thân nhé, cho là ngày mai là rồi, ok, okay. Tám nghe án này, tám thanh kia này, chúng khỏe này, luôn luôn mạnh khỏe này, mạnh khỏe máy được nha, chúc mạnh bóng này, anh em ơi, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ông Phạm. Quên bu nước mắm. Quên bu là ba. Rồi, em ơi, có bà đây mát quả câu rồi. Anh em ơi. 1, 2, 3, go. À, 6 giờ sáng thì anh em mình tập trung tại quảng trường Hồ Chí Minh của thành phố Nghệ An anh em. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. 260 cần thủ. Rất là đông luôn anh em ạ. Anh em đang biểu gì ạ? Chúng ta cố gắng không đúng quay lưng vào tôi là chúng ta có thể cách bên sân khấu. Sao anh không thấy anh trong này ra? Chào anh em. Anh em lưu ý ạ? Chúng ta không cần không cần đứng thẳng lên từ đường bảo, chúng ta có thể cùng cách về sân khấu một tí ạ. Xin mời tất cả anh em cán bộ có một số đang ngồi ở quán cà phê, chúng ta nhanh chóng về được hội trường để xếp hàng ạ. Mình cứ một hàng thôi chứ đứng gì hai hàng. Sao đâu đứng hai hàng cũng được mấy. Rộng mà. Quá trời gió rồi. Thời gian sắp đến giờ khai mạc ạ. Xin mời tất cả anh em cán bộ chúng ta tập trung về xếp hàng thật xếp hàng là đẹp ạ. 4 cái nắm này anh em đúng không, đội mình mấy người chẳng là chúng ta không xả bóng bên ngoài anh em không biết không biết chẳng lẽ nữa lại chưa lại bán được rất là chúng ta nhắc đặt bóng không hiểu đi à, chẳng ở đây lẽ ở đây dạ rồi anh em bán đồ cho chúng ta nhặt là có bao phong phiếu đó ạ, có rất nhiều là anh em không mà khui sổ số để lại à, à khui sổ số này được hai 119 lẻ rồi chán chẳng lẽ 39 thân tạ 76 này này khui 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 vào bên lôi đây là quái công phá nhá. Lẻ, số gì lẻ. Đây con số gì đây cờ ra là con lẻ luôn chán luôn đọc chán đọc luôn đọc em chẳng hả chán. Anh em cần đủ cái một tấm đồng tiền ra đây sẽ chỉ ba đeo bao bao từ ba giờ mình lẻ ba giờ có chán cách này vô còn hai kia đâu rồi. Thôi vậy cũng vui rồi đi luôn á, số em đẹp quá không đâu số mấy 39 mình gì đấy 96 là số lớn nè, số lớn nè 96 đứng xa anh ra nha. Dạ anh quýnh mày ạ. Dạ vô đấu trường là không có nói anh em. Chẳng chẳng anh chẳng lẽ à đây đây ở đây cũng xuất nhưng mà ném mồi nhớ né né em gan anh 946 nè quá đẹp luôn đâu chú ôi chú cũng số chẳng luôn nè 86 nữa chắc trời thành công ơi hai thằng lẻ đằng kia kìa thôi mình đi đây đi anh em mình lẻ ơi chúc ba anh em thành công tốt đẹp nhá rồi chúc anh em lên hàng nhá
anh em tôi tuổi lưu ý ổn quá không nên ngay bảo vệ phải nhá. Anh em tôi có ổn quá lưu ý bao trong kia đưa ngay bảo vệ phải đây là số báo danh mình đây anh em ơi, 916. Đây là số báo danh của mình nha anh em. Số B196 nha, 196, số rất là lớn luôn. Thì theo ban tổ chức thì số chẵn sẽ đi về phía bên tay phải này, còn số lẻ thì anh em sẽ đi về hướng tay trái bên kia nha. Dính cá thôi, dính cá thôi. Cá gì vậy? Cá vàng. Cá ô. Lên hàng anh em ơi, cá lạ nha. Lên hàng anh em. Ôi hợp lý luôn nha. Không tin. Có cá lạ mà. Không. Cá lạ. Ăn mồm luôn à. Đừng lấy dài con cá vàng luôn. Dạ cá vàng luôn. Ủa cá đẹp ghê luôn anh. Chúng ta hỏi tổ chức thử nào. Không tin. Không tin anh. Rồi chỉ tình ba loài thôi. Ủa cá đẹp dữ vậy. Ủa đẹp. Thôi. Phong chụp bây giờ mô hình đó Phong. Báo hàng vậy. Ừ, cái con này mà nuôi thì thôi. Lên hàng anh em ơi. Ôi. Con Phạm lên cá nha mọi người nha. Chụp đứng luôn em. Chụp bò đứng luôn. Vàng đẹp thật mày. Phải đông mọi người. Vàng đẹp chứ về vâng luôn. Ok. Ê, gió mới đánh đây. Ô. Dạ. Có đi đâu sống được. Ừ. Chụp vàng đẹp mình bụng. Ừ, đó nó sơ. Bùng đấy cả nó đánh. Nắm đầu lười. Vàng rồi, mắc rồi. Dạ thả xuống đi anh, thả xuống. Thả xuống đi. Dạ. Thốt lên là cháu lên nữa. Ai lị chiếm. Ồ, anh lấy con này lạnh. Để bắt chiếm. À, lên hàng anh em. Đây. Trọng tài đâu rồi? Báo cá nha anh trọng tài ơi. Đây. Ăn mồm luôn, hợp lệ anh em. Nãy giờ được 2 giải nha. Con cá lạ với con cá nhỏ nhất là mình rồi đó. Mắt kiên nhẫn à. Kênh chú kênh Tây Nguyên Vlog. Đây tặng hai đứa con, đứa con mồi. Con mất chú. Chúc đi nha. Đây. Ai quá. Ồ cá bự luôn á. Ồ con này bự nè. Ôi.
Này đấy. Đội nào anh? Quảng Bình à? Đá cánh nha ngoài nha. Ủa, được 955 quá tuyệt vời. Hay quá. Cha con này ký à. Rồi. Hay quá em ơi. Rồi cái quán luôn à. Câu mồi mềm ăn mồi mềm luôn kìa.